Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường và nhà ở tại thành phố Bắc Cạn bị ngập sâu trong nước. Bắc Nậm cho vay trồng rừng và phát triển sản xuất. Thành phố Bắc Cạn quản lý thuế thương mại điện tử. Thưa quý vị khán giả, cơn mưa to chiều tối qua đã khiến nhiều tuyến phố và nhà dân tại thành phố Bắc Cạn bị ngập sâu. Người dân tổ 6, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn, khu vực giáp danh với khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai, lần đầu tiên chứng kiến nước mưa ngập vào tận nhà như thế này. Nước đổ xuống nhanh với khối lượng lớn đã khiến người dân trở tay không kịp. Chưa gặp bao giờ, trước đây vào thì coi mới vào đến sân thôi, chưa ngập nhà bao giờ cả. Nước ngoài kia là nó không thoát kịp, đấy, cho nên là nó mới ứ thế này, mọi khi thì không thế đâu. Từ năm 90 tuổi đây giờ là chưa có cái hiện tượng như bây giờ, đấy là lần đầu tiên thấy nước lên cao mức độ này đấy. Mà ngập lên đến tất cả nhà dân ở đây. Đường đi lại là bây giờ còn mấy nhà ngoài kia còn chưa đi ra cứu được ấy. Nước ngập sâu quá. Tôi chưa ra cứu được thì bây giờ điều như là lực lượng mạnh ra nhưng mà mới ra được có mấy người thôi. Đối với người dân nằm trong ngõ 200, đường Nông Quốc Trấn, tổ 13, phường Sông Cầu, thì tình trạng mưa là ngập xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Nước ngày càng ngập sâu hơn, lâu rút hơn và lượng bùn đất càng đổ về nhiều hơn. Từ nãy giờ hàng tiếng đồng hồ hơn tiếng đồng hồ mà mới rút được 2-30 phân nước, nhưng mọi khi là không thấy. Tràn ra được, tràn nước từ trong này ra được. Cả xe máy đi qua đấy, còn cháu nó vừa đi qua đây là chết máy luôn. Những năm trước thì thỉnh thoảng lúc nào mưa to quá nhưng nó sẽ không tràn vào nhà dân đâu, nó chỉ ứ lại một lúc thôi. Cái tình trạng như này là thường xuyên, năm nay từ đầu tháng đến bây giờ mấy lần rồi. Cứ hơi mưa một tí là như thế này. Tràn hết vào nhà các cô, bây giờ bùn đất các thứ nó tràn hết vào nhà. Đây là nhà đằng sau này, còn lúc nãy còn nước chảy như sông ở trong nhà luôn. Tình trạng mưa ngập xảy ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây ở thành phố Bắc Cạn. Mưa kéo theo lượng bùn đất trôi sạt trượt gây tắc cống, ngập úng từ nhiều công trình đang thi công trên địa bàn. Đến nay, huyện Bắc Nậm thực hiện chương trình cho vay trồng rừng và phát triển sản xuất theo Nghị định số 75 của Chính phủ với tổng dư nợ gần 3 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Nậm căn cứ thiết kế dự toán trồng rừng, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo đang sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, được vay vốn không cần tài sản bảo đảm theo Nghị định số 75 với mức vay tối đa 15 triệu đồng một hecta, lãi suất 1,2% một năm. Thời hạn cho vay tính từ khi trồng đến khi khai thác theo chu kỳ kinh doanh của loại cây trồng, nhưng không quá 20 năm. Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Nậm đã thực hiện cho vay gần 100 lượt khách hàng, qua đó tạo động lực mới trong công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương. Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Cạn, hiện nay toàn tỉnh có trên 40% hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mức khá trở lên, tăng hơn 20% so với năm 2017. Tính đến hết tháng 5 năm 2022, toàn tỉnh có trên 310 hợp tác xã đăng ký hoạt động. Trong số này có hơn 120 hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã tỉnh đánh giá hoạt động ở mức khá tốt. Điển hình như Hợp tác xã Tài Hoan, Hợp tác xã Trần Phú ở huyện Na Rì, Hợp tác xã Đại Hà, Hợp tác xã Thiên An ở huyện Bạch Thông, Hợp tác xã Bún Phở Quỳnh Niên, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Đạt ở huyện Ngân Sơn, Hợp tác xã 20 tháng 10, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như Cố ở huyện Chợ Mới, Hợp tác xã Minh Anh, Hợp tác xã Tân Thành ở thành phố Bắc Cạn. Thời gian qua, các hợp tác xã này đã có nhiều đổi mới trong hoạt động kinh doanh, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và sản xuất, đẩy mạnh liên kết hợp tác với doanh nghiệp và các hộ thành viên để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị, có sức cạnh tranh trên thị trường. Nhờ hoạt động hiệu quả, doanh thu của các hợp tác xã này cũng gia tăng đáng kể, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn với mức trung bình từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị khán giả, thành phố Bắc Cạn đang thực hiện thí điểm đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mặc dù có nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai, nhưng đây là giải pháp chống thất thu thuế đối với loại hình kinh doanh đang phát triển mạnh như hiện nay. Chi cục thuế khu vực Bắc Cạn Bạch Thông Chợ Mới đã thành lập các tổ thực hiện đề án.
Các tổ này tập trung phân tích thông tin, phân loại đối tượng để lựa chọn người nộp thuế kinh doanh theo phương thức truyền thống và nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định, có tham gia kinh doanh mang yếu tố thương mại điện tử. Bước đầu, thành phố đã lựa chọn được 19 cá nhân tổ chức kinh doanh thương mại điện tử để đưa vào diện rà soát thu thập thông tin. Trong quá trình thực hiện phải phối hợp với các ngành, trong đó có công an, có quản lý thị trường và một số nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như là bưu điện, viễn thông. Thì việc này thì Chi cục thuế cũng đã phối hợp với chỗ phối hợp với cục thuế là cũng mời các nhà cung cấp dịch vụ là cũng đã thực hiện những cái bước đầu tiên để quản lý về cái kinh doanh thương mại điện tử. Nhưng mà tuy nhiên là trong cái bước đầu tiên thì cũng còn nhiều vướng mắc. Thời gian qua, hình thức mua sắm trực tuyến thương mại điện tử được diễn ra thông qua việc lựa chọn các kênh giao dịch, sàn thương mại điện tử, các ứng dụng thương mại điện tử qua mạng xã hội Facebook, Instagram, Zalo, quảng cáo trực tuyến trên Facebook, YouTube, Google. Phạm vi kinh doanh hoạt động thương mại điện tử rất rộng, giao dịch mua bán chủ yếu qua tin nhắn, điện thoại, website, các trang mạng xã hội, quảng cáo, v.v. Việc thực hiện kê khai nộp thuế cũng không dễ dàng. Thì cái phần tổ chức thì phần đa họ đã tự kê khai, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên là cái phần này của công tác kiểm tra của cơ quan thuế sẽ xuống tận nơi để kiểm tra thực tế xem như thế nào, để về là đưa vào xem người ta đã thực tế và người ta đã khai đầy đủ chưa. Cái yếu tố thương mại điện tử chưa khai thì chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra, thanh tra kiểm tra, và nếu có phát sinh vượt cái số lượng kê khai, cái số lượng người ta đã kê khai rồi thì mình sẽ truy thu thuế. Đề án được triển khai hiệu quả, giai đoạn tới, Chi cục thuế khu vực cần chủ động phối hợp với các phòng ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã phường của thành phố Bắc Cạn đề ra các giải pháp cụ thể để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử một cách đồng bộ. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phải được thực hiện tốt để người kinh doanh hiểu và chấp hành theo đúng quy định về nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Theo kết quả Bộ Chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn, đến nay tỉnh Bắc Cạn đã có gần 61.600 hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Trong đó, số gia đình sử dụng nước đạt tiêu chuẩn quốc gia QCVN là hơn 26.000 hộ, chiếm tỷ lệ 42,3%. Trong đó, trên 16.800 hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung. Trên 9.600 hộ được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn QCVN từ các công trình nhỏ lẻ. Các hộ này hiện đang sử dụng nguồn nước có chất lượng đảm bảo đã qua xử lý bằng các hệ thống bể lọc với các chỉ số hàm lượng sắt, fluorua, clorua, amoni, arsen nằm trong giới hạn cho phép, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh của con người. Hiện nay, tỉnh Bắc Cạn đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư các công trình cấp nước nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn quốc gia. Ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn các nghị định của Chính phủ, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu công an các huyện, thành phố trong tỉnh. Tham gia tập huấn, các đại biểu được phổ biến một số điểm mới của luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020. Các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, chế độ hồ sơ trong xử lý vi phạm hành chính. Qua đó giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình xây dựng hồ sơ, giải quyết vụ việc vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi phần tin trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.